Chào tất cả các bạn, mình là Nghĩa. Tiếp theo với video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video nói về công cụ Spitfiling, ứng dụng cực kỳ quan trọng của tông màu Trung Quốc. Thì tại sao mình lại nói là ứng dụng quan trọng của Trung Quốc? Thì với cái phần công cụ Spitfiling này sẽ giúp các bạn ám màu vùng sáng và ám màu vùng tối rất là tốt. Nên là với tông màu Trung Quốc thì là một cái dạng màu sai lệch, đặc biệt là vùng tối rất hay ám màu. Thì các bạn có thể sử dụng công cụ Spitfiling này ứng dụng ở Trung Quốc rất là tốt. Thì ở đây Spitfiling nó sẽ cho chúng ta phép thay đổi tông màu trên hai vùng highlight và shadow mà không cần thay đổi kênh màu. Vì vậy nó sẽ tiết kiệm thời gian, giúp chúng ta dễ dàng đạt được màu như ý muốn. Và trong này thì có một phần lưu ý mà mình muốn các bạn hiểu về phần này, đó là khi chúng ta muốn kéo ấy, màu chỉ ảnh hưởng vào highlight, thì trên cái thanh trượt panel này mình sẽ phải kéo thông số về âm 100, thì khi đó ở đây các bạn can thiệp thì nó chỉ ảnh hưởng vào highlight thôi. Còn ngược lại trên shadow, khi các bạn muốn can thiệp trực tiếp vào shadow thì bạn kéo cái thanh trượt này lên cộng 100, thì khi đó các bạn can thiệp nó chỉ ảnh hưởng vào shadow thôi mà sẽ không ảnh hưởng vào highlight. Đấy là những cái điều mà các bạn cần lưu ý. Thì ở đây mình sẽ vào một cái file thực hành thực tế, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách ám màu vùng sáng và ám màu vùng tối như thế nào để làm sao các bạn hiểu sâu về công cụ này. Thì công cụ Spitfiling tiếng Việt thì gọi là cân bằng trắng, nó sẽ giúp các bạn cân bằng giữa highlight và shadow. Thì các bạn lưu ý về phần này. Bây giờ mình sẽ vào file thực hành. Ở trong phần này mình đã có để sẵn hai file về tông màu Trung Quốc, một file thì là áo dài và được chụp tại Trung Quốc, một file là concept đường phố được chụp tại Bùi Viện trong Sài Gòn trong buổi workshop của Tidilo. Thì bây giờ mình sẽ xử lý trên file này trước, mình sẽ xử lý trên file áo dài Trung Quốc trước. Trên cái file áo dài được chụp tại Trung Quốc thì đây đây là một cái màu rất là đặc biệt, thể hiện rất là nhiều về tông màu Trung Quốc, đó là vùng tối bao giờ cũng sai màu. Đặc biệt với tông màu Trung Quốc thì vùng tối bao giờ cũng ám màu, nó không được giữ chuẩn màu đen, bao giờ nó có thể ám tím và ám blue rất là nhiều. Hay đây mình sẽ vào một số hình ảnh của các sao Hoa ngữ mà mình đã tải về, các bạn sẽ hiểu về tại sao trong tông màu Trung Quốc lại sai lệch. Ví dụ đây, thì đây là một cái tấm hình ảnh phóng đấy, gọi là ảnh cổng của Trung Quốc, thì ở đây các bạn sẽ thấy là vùng tối lại sai màu này, thì vùng tối đã bị ám một cái màu shadow, shadow lại bị ám tím lên vùng tối trên tóc này hay là trên quần áo, nên là vùng tối này đã bị sai màu và nó không được chuẩn là màu đen nữa. Thì cái cách ám màu như thế này như thế nào thì bây giờ các bạn sẽ chú ý ở video này. Thì ở đây ban đầu mình sẽ can thiệp những cái công cụ trên camera làm sao để ảnh nó trong và nó giống hình mẫu trước, sau đó mình sẽ đến phần ám màu sau. Thì ở đây các bạn nào chưa xem video và chưa hiểu về những công cụ này, các bạn có thể xem lại từ đầu video sơ lược về camera, về vibrance, về saturation, về phân tích giữa highlight và white, thì các bạn có thể lập tức kéo được tấm hình rất là dễ. Sau cái bài Spitfiling này thì hoàn toàn các bạn có thể tự kéo ra những tông màu này cực kỳ đơn giản, nó không hề khó. Nên là bạn nào chưa xem thì các bạn có thể xem lại video mà mình đã đăng lên trên kênh YouTube của mình. Thì bây giờ đầu tiên với tấm hình này thì mình sẽ cộng contrast một chút, mình sẽ giảm hết highlight, mình giảm hết highlight để làm sao đảm bảo vùng ánh sáng trắng này nó sẽ trừ đi và nó không bị sáng quá. Ở đây mình chỉ giảm highlight chứ mình không giảm white, vì khi giảm white nó mất cái độ bóng của da mặt. Thì ở đây mình sẽ để nguyên white và mình kéo clarity lên, vì cái ảnh mẫu của mình nó hơi chi tiết, mình kéo clarity lên một chút. Sau đó mình giảm, ở đây bắt đầu mình có thể giảm white nhưng giảm ít thôi, không giảm nhiều. Tiếp theo mình sẽ giảm bớt cái nhiệt độ màu đi, mức độ vừa phải, không giảm quá sâu nhé. Đây rồi mình xem cái phần white ánh sáng trắng đã ổn chưa, ổn rồi thì mình sẽ tạm thời dừng lại đây. Thì ở đây mình sẽ cân bằng độ bão hòa bằng cách tăng vibrance và giảm saturation đi một chút để cân bằng độ bão hòa. Sau đó thì mình sẽ xử lý da mặt. Ở đây mình chưa nói về công cụ Spitfiling nhé, mình đang can thiệp để giống cái tổng thể trước. À, mình sẽ lên sáng một chút da mặt như vậy. Sau đó thì mình sẽ đến với cái phần shadow và black để làm sao cái vùng tối nó đậm màu hơn một chút. Thì ở đây mình sẽ giảm chút black và giảm chút shadow đi, để vùng tối nó được đậm màu, cộng một chút vibrance lên để da mặt cô dâu nó không bị nhạt nhạt quá. Rồi thì đến đây tổng thể hai tấm hình này đã khá giống nhau về độ bão hòa và độ tương phản, còn khác nhau về ám màu vùng sáng và ám màu vùng tối. Thì ở đây với tấm hình này thì mình sẽ để ám màu vùng tối trên phần shadow. Thì ở đây các bạn lưu ý, khi các bạn muốn ám màu phần shadow này thì các bạn phải biết cái vùng tối này nó ám màu gì. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn lại cái giải màu, thì là cái giải màu huê trong phần công cụ Spitfiling này, dạng vòng tròn, nên nó sẽ quay một vòng tròn không 360 độ đấy, và trong khoảng màu là từng cái khoảng màu được chia ra rất là rõ ràng. Thì ở đây khi các bạn nhìn đây công cụ nó nhỏ quá các bạn không hiểu, thì các bạn phải nhìn vào đây để các bạn có hiểu phần công cụ này. Thì khi cái vùng tối của mình muốn ám blue và ám tím thì thường thường mình sẽ để trong khoảng 180 đến 300, trong khoảng này nó sẽ chuyển dần từ cyan chuyển sang magenta. Thì ở đây các bạn cần lưu ý về những phần này, mình muốn ám màu vùng nào thì các bạn phải nắm được cái phần công cụ của Hue này để mình có thể đặt công cụ đúng. Thì ở trên cái tấm hình này
Mình nhìn thấy ở đây thì đang ám một chút cyan, cyan và blue, thì mình sẽ sử dụng cái công cụ này, hue này. Mình sẽ để trong khoảng cyan và blue. Đây, mình sẽ để khoảng cyan và blue này trong khoảng từ 180 đến 240, và mình can thiệp. Khi mình can thiệp thì mình chỉ muốn can thiệp trên phần shadow thôi, thì ở đây mình sẽ kéo thanh trượt lên 100, và ngược lại nếu mà các bạn muốn can thiệp trên highlight thì các bạn có thể sử dụng cái thanh trượt xuống âm 100, còn đây mình sẽ để lên dương 100, thì các bạn kéo đây nó chỉ ảnh hưởng shadow thôi. Đây, thì các bạn kéo này lập tức cái phần shadow này nó được ám màu vùng tối đấy, và cái đây các bạn có thể căn chỉnh lại cái phần thông số ở phần hue này, kéo lên để cho nó ám tím hay là kéo xuống ở mức độ nhất định đấy. Và đây, như vậy các bạn thấy là hai tấm hình mình đã hoàn toàn rất là giống nhau rồi, có khác nhau về một chút về phần màu áo hay là độ đậm tương phản, độ tương phản thì nó đã hơi lệch một chút. Thì đấy là cái rất là quan trọng trong quá trình blend màu, các bạn cần lưu ý. Ví dụ có một ám màu vùng sáng, một ám màu vùng tối thì bạn phải hiểu được phần này. Không chỉ riêng tông màu Trung Quốc mà sau này các bạn có thể đi sâu về tông màu Hàn Quốc hay bất kỳ một cái tông màu là thiên màu mà một ám vùng sáng hay ám vùng tối, thì các bạn phải hiểu về cái công cụ này. Đấy. Thì kéo lên đây là mình đã thấy hai tấm hình này khá giống nhau, thì ở đây mình sẽ đổi màu áo một chút để cho nó giống nhau hẳn, thì mình sẽ dùng công cụ hue và mình sẽ đổi đổi màu áo dài cho chuyển sang hơi cam vàng một chút cho giống file mẫu. Và đây mình thấy cái file mẫu của mình nó trong hơn, thì mình có thể cộng một chút contrast này. Thật ra là cái này thì các bạn có thể can thiệp ngoài Photoshop cũng được, ngoài Photoshop mình đã tối ưu nó sẽ tốt hơn. Quan trọng ở đây các bạn còn phải hiểu về ám ở vùng sáng và ám ở vùng tối như thế nào trong phần công bằng trắng. Thì đây là công cụ cực quan trọng. Thì tiếp theo mình sẽ đến với một cái file nữa được chụp tại bùi viện, một cái file trong buổi workshop của mình. Thì cái file này trong cái bài phân tích ánh sáng highlight và white mình đã nói với các bạn rồi, thì các bạn có thể xem lại cái phần video phân tích hai công cụ highlight và white, shadow black, để các bạn hiểu về cách làm ra bóng như thế này, làm sao ra nó bóng và nó độ tương phản lớn như vậy. Thì ở đây mình cũng kéo màu, mình cũng dựa mô phỏng để mình kéo màu trước, sau đó mình sẽ ám màu vùng tối để các bạn nhìn thấy là cái cách ám màu bằng cái shadow bằng cái highlight trên phần cơ bằng trắng nó rất là hiệu quả trong quá trình blend màu, đặc biệt với tông màu Trung Quốc. Đấy, thì ở đây mình sẽ cộng một chút contrast lên, lưng sáng lên, lưng shadow, một chút black lên. Ra mặt bóng thì mình sẽ tăng white lên, giảm highlight thì nó càng bóng hơn khi mình tăng white 100. Lý do làm sao lại như vậy thì các bạn có thể xem lại video trước về highlight bỏ white. Đây mình cộng vàng một chút, contrast lên một chút, mình sẽ giảm độ bóng đến mức độ vừa phải, cân bằng độ hòa, cân bằng độ hòa sẽ tăng vibrance và giảm tension đi. Đấy, thì ở đây mình sẽ bắt đầu, tổng thể đã khá giống, tổng thể hai tấm mình đã khá giống nhau. Đấy, thì ở đây mình sẽ giảm một chút shadow này, giảm chút black xuống cho ảnh nó đậm màu hơn, là giảm cả phần exposure. Đấy, thì ở đây các bạn nhìn thấy là vùng tối này sai màu này, vùng tối này quần áo hơi ám blue một chút, thì đây các bạn lại sang shadow và các bạn kéo thanh hue, các bạn đặt vào khoảng shadow từ 160 đến 220. Đấy, trong cái khoảng này là vùng tối lập tức nó sẽ giống cái màu file mẫu. Đấy, thì khi đó các bạn chỉ cần tăng này lên thôi, các bạn tăng lên thì lập tức nó đã khá giống. Còn nếu mà bạn muốn tím, muốn nó hơn tím hơn, thì các bạn kéo phần này lên thì lập tức ra ám tím hoặc là ám blue. Thì cái phần này do các bạn làm thôi. Thì đấy là cái cách ám màu vùng sáng và ám màu vùng tối cực kỳ hiệu quả khi các bạn sử dụng công cụ Speed Tooling, công cụ cực kỳ quan trọng trong quá trình blend màu. Và gần như với tất cả tông màu mình đều sử dụng cái công cụ này, nó rất là hay, rất là hiệu quả. Với tông màu trong sáng thì sau này mình sẽ có một video về tông màu trong sáng, thì cái công cụ này nó cũng phát huy rất là hiệu quả với tông màu trong sáng, làm cho ảnh nó mềm mại hơn hay là đi sâu hơn nữa. Sau này các bạn làm ảnh HDR thì cái phần Speed Tooling, phần cân bằng trắng này nó sẽ làm cho tấm hình của các bạn nó khô hơn, làm cho tấm hình của bạn nó nhìn nó sẽ mềm mại hơn với tông màu trong sáng, còn với HDR thì nó sẽ làm cho tấm hình mình nó khô và chi tiết hơn. Thì đấy là cái công cụ cực kỳ quan trọng trong quá trình blend màu. Thì đấy là toàn bộ cái video ngày nay nói về công cụ Speed Tooling. Có phần nào các bạn còn thắc mắc và không hiểu thì bạn có thể comment xuống phần video giùm mình, hay là đóng góp ý kiến theo cho mình. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn.